Hello, xin chào anh em đã quay trở lại kênh Anime China. Trong tập 53 phần 6 của Trung Châu, Phượng Thanh Nhi đã hấp thu khí tức nơi đây vào cơ thể đánh vào Tiêu Viêm, nhưng Tử Nghiên cũng đã lên khi lập xong khế ước của mình đánh vào Phượng Thanh Nhi. Tử Nghiên la to cho biết, Thiên Hoàng tổ hồn của Phượng Thanh Nhi yếu hơn Thái Hư Cổ Long tổ hồn của cô. Chuyển sang tập 54 phần 6 của Trung Châu, Tiêu Viêm giật mình nhìn thấy Tử Nghiên sức mạnh ở đâu mà lớn thế. Không lẽ cái xác Thái Hư Cổ Long Đấu Thánh mang sức mạnh tổ hồn cho Tử Nghiên? Kể cả Thiên Hòa Tôn giả đọc nhiều sách cũng phải thốt lên. Em bé Tử Nghiên và Phượng Thanh Nhi đang triệu hoán tổ hồn solo. Mình giải thích tổ hồn kênh khác không có nhưng kênh mình có. Tổ hồn là triệu tập hồn phách từ hai cái xác Thiên Yêu Hoàng tộc và Thái Hư Cổ Long cho Phượng Thanh Nhi và Tử Nghiên. Trở lại tên đấu tôn năm sao Hoàng Thiên đã trấn tĩnh người Thiên Yêu Hoàng tộc. Là em bé Tử Nghiên 12 tuổi chỉ là ấu trùng chưa phát triển trên 18 công, nên mọi người không phải sợ con rồng 12 tuổi này. Hoàng Hiên ra lệnh Phượng Thanh Nhi mượn sức mạnh tổ hồn của Thiên Yêu Hoàng tộc giết Tử Nghiên đi. Lôi Tôn giả nghe tin sốc giết em bé Thái Hư Cổ Long, ông hơi sợ. Vì tộc Thái Hư Cổ Long điều tra cái chết của Tử Nghiên mà ra, Lôi Tôn giả chắc chắn sẽ không còn đi trại cải tạo nữa, mà ông sẽ bị Thái Hư Cổ Long đắp mộ miễn phí. Trở lại với Phượng Thanh Nhi đã đánh một chưởng tạo ra một con Phượng Hoàng vào Tử Nghiên. Tử Nghiên từ bàn tay tạo ra một khe không gian nhốt con Phượng Hoàng. Phượng Thanh Nhi đã từ mồm đá lưỡi ra một ít máu bắn về phía con Phượng Hoàng đang bị nhốt, nên con Phượng Hoàng đã phá nát không gian của Tử Nghiên bay về tế đàn. Tử Nghiên từ bàn tay tạo ra một con rồng màu tím quấn con Phượng Hoàng của Phượng Thanh Nhi. Và con Phượng Hoàng của Phượng Thanh Nhi đã bị con rồng Tử Nghiên bóp nát vỡ vụn. Vì vậy em gái Phượng Thanh Nhi đang đứng trên mặt đất đã lảo đảo phọt máu mồm trên, mà cô không phọt máu đít. Phượng Thanh Nhi không ngờ con Phượng Hoàng tổ hồn đã thua, mà trong sách Thiên Yêu Hoàng tộc nói phét, tổ hồn Phượng Hoàng chiến đấu chưa thua ai bao giờ. Lúc này Hoàng Hiên đã đề nghị đám người Thiên Yêu Hoàng tộc mau rút lui. Nhưng thằng thanh niên solo với Tiêu Viêm đã lên tiếng với Hoàng Hiên, bỏ qua quả Long Hoàng căn nguyên. Nên Hoàng Hiên cho thằng thanh niên Thiên Yêu Hoàng tộc mày ở lại mà lấy, tao rút lui khỏi bị đắp mộ. Do đó đám người Thiên Yêu Hoàng tộc và Lôi Tôn giả đã chạy ra khỏi nơi này. Tên thanh niên cũng chạy ra ngoài luôn. Tử Nghiên đã đánh một chưởng vào đám người Thiên Yêu Hoàng tộc. Hoàng Hiên đấu tôn năm sao đã phọt máu mồm trên, nhưng hắn vẫn cùng đám người Thiên Yêu Hoàng tộc đi qua khe không gian ra bên ngoài. Lúc này Tiêu Viêm chạy đến hỏi Tử Nghiên 12 tuổi làm sao không. Tử Nghiên cũng cho mọi người biết không sao, chỉ là cơ thể không phát triển trên 18 công, nên áp lực tổ hồn quá mạnh khiến người hơi mệt. Sau đó Tử Nghiên cắn một viên thuốc chữa trị mệt mỏi nói thêm, lần này đánh tên Hoàng Hiên đấu tôn năm sao bị thương, lần sau gặp lại không lo nữa. Nói chung Tiểu Viêm chắc chắn rằng bọn Thiên Yêu Hoàng tộc do Hoàng Hiên lãnh đạo sẽ không dám chặn đường lấy Long Hoàng căn nguyên đâu. Hiện tại Tử Nghiên lần đầu nghiêm túc, cô sẽ alo về cho các cường giả đấu thánh ở xã xem tình hình đến đây. Chứ ra khỏi di tích bên Thiên Yêu Hoàng tộc đã alo gọi anh em ở xóm đứng bên ngoài chờ sẵn. Tiêu Viêm nghe vậy đã xoa đầu Tử Nghiên. Em bé Tử Nghiên gọi được người nhà lên khu di tích càng tốt. Vì vậy Tử Nghiên dùng một giọt máu của mình hái quả Long Hoàng căn nguyên. Cô tạo ra ký hiệu phong ấn năng lượng phong ấn, đợi các trưởng lão Thái Hư của Long đến giao lại cho họ. Sau đó Tiêu Viêm quyết định mọi người đi ra bên ngoài tìm xem có thiên giai đấu kỹ không. Và đám người Tiêu Viêm đã mở khe không gian đi ra khỏi tế đàn trở lại khu rừng. Nhóm Tiêu Viêm trên đường di chuyển đã gặp rất nhiều anh em cường giả đấu tôn. Nhưng họ thấy đội hình Tiêu Viêm 4 người đi top đấu tôn, nên họ không ra tay combat. Cuối cùng nhóm Tiêu Viêm đẩy cửa đá đi ra hành lang tòa nhà di tích. Tiêu Tiên không biết giờ đi đâu. Tiêu Viêm suy nghĩ rất nhanh. Toàn bộ mọi người hãy đi vào trung tâm tòa nhà mới gặp được nhiều thứ tốt. Đám người Tiêu Viêm đi theo rất nhiều tổ đội khác phát hiện ra một phòng để chữ đan điền. 5 người Tiêu Viêm bước vào tầng 1 đan điền đã trống trơn không có cái gì. Lúc đi lên tầng 2, Tiêu Y Tiên nói nhỏ với Tiêu Viêm mau lấy thuốc giải độc cho họ cắn thuốc đi, trong không khí có độc. Tiêu Viêm nghe vậy đã lấy một ít thuốc giải độc cho mọi người cắn thuốc. Hắn cũng nhắc nhở tầng 2 có độc, tầng 3 nguy hiểm gì chưa rõ. Sau đó 5 người Tiêu Viêm tiến lên tầng 3 gặp được một số người từ Đấu Tông trở lên đang ở đây. Tiêu Y Tiên một lần nữa nhắc nhở đám người Tiêu Viêm là độc ở tầng 3 có thể ăn mòn đấu khí, cẩn thận. Thiên Hỏa Tôn giả đang mong khu này có đan dược chín sao. Tiêu Viêm trả lời chắc chắn là không, dù đấu thánh cũng không có đan dược 9 sao. Trải qua một thời gian tìm kiếm tầng 3 trong các phòng, Tiêu Viêm lấy được một bình thuốc, một phương thuốc hay nhiều phương thuốc khác.
Tiếp đến hắn mở ra một phòng khác trên tầng 3 phát hiện một con động vật giống con mèo màu trắng tròn xoe. Tiêu Viêm đã la to con mẹ nó đây là viên thuốc hóa hình. Tiêu Y Tiên không ngờ viên thuốc nào lại to tròn màu trắng như tâm hồn cô thế. Tiêu Viêm gửi mùi cho chắn con mèo màu trắng đó là một viên thuốc. Thiên Hỏa Tôn Giả cũng đồng ý với Tiêu Viêm. Thuốc phẩm chất cao có thể hóa thành hình dạng và có trí não. Tư Nghiên phát biểu kém sự hiểu biết của mình. Viên thuốc này là 9 sao. Tiêu Viêm giải thích cho mọi người là viên thuốc trước mặt chưa phải 9 sao. Nhưng từ 8 sao trải qua 7 đạo sấm chớp đan lôi, viên thuốc có thể hóa thành hình dạng và có trí não. Và con thú trước mặt chính là viên thuốc 8 sao 8 đạo sấm chớp. Lúc này Tiểu Tiên cực kỳ cẩn thận. Nếu như viên thuốc 8 sao này lọt ra tin tức bên ngoài, khả năng em giang hồ từ di tích sẽ ào ạt đến nơi này. Vì vậy Tiêu Viêm quay đầu nháy mắt với Hùng Chiến. Hùng Chiến đã đi ra ngoài cửa canh gác bên ngoài phòng này. Thằng nào tiếp cận chỉ ăn đấm sấp mặt. Trở lại với Tử Nghiên sắn tay áo muốn bắt con mèo trước mặt bằng vũ lực. Tiêu Viêm lắc đầu không sử dụng sức mạnh bắt nó được. Nó sợ chạy lung tung thì khổ. Tiêu Y Tiên nghe Tiêu Viêm nói vậy, chắc chắn Tiêu Viêm có cách. Dĩ nhiên Tiêu Viêm chuyên gia dụ gái theo từng bước một. Dăm ba viên thuốc này hắn cũng dụ được. Tiêu Viêm đã lấy ra một viên thuốc 4 sao ném về phía con mèo trước mặt dụ đi ăn bước 1. Con mèo 8 phẩm này lắc đầu thuốc 4 sao kém không ăn. Tiêu Y Tiên và Tử Nghiên thấy vậy đã cười Tiêu Viêm dụ ăn mà kiết sỉ. Vì vậy Tiêu Viêm đành lấy một viên thuốc 6 phẩm ném về chỗ con mèo. Con mèo đã ăn luôn. Nó đã thèo lưỡi như con chó muốn ăn tiếp. Tiêu Viêm dụ nó nên ném vài viên thuốc 6 phẩm cho nó ăn luôn. Thiên Hỏa Tôn Giả đang đứng bên cạnh nhìn thuốc 6 phẩm xót quá. Trải qua 10 phút, Tiêu Viêm cho con mèo đan dược 8 sao ăn no căng bụng 20 viên thuốc 6 sao. Hắn huýt sáo cho con mèo đến chỗ mình. Con mèo hơi chần chừ bước đến vì đông người. Tiêu Viêm làm liều lấy bình đựng thuốc 8 sao sinh cốt dung huyết đan nằm màu sắc trên tay. Con mèo phi đến chỗ Tiêu Viêm đòi ăn. Cuối cùng Tiêu Viêm tung lấy con mèo vào bàn tay của mình. Nhưng Thanh Lân đeo mặt nạ đã đánh vào Tiêu Viêm. Tiêu Viêm đã đánh một chưởng đọ sức thành công. Thanh Lân đã lấy con mèo cho đám người Tiêu Viêm nghe. Cô dình viên thuốc 8 sao này từ lâu rồi. Tử Nghiên đã quát lớn. Con đàn bà này hôm trước dám đánh bà Tử Nghiên chị. Hùng Chiến đang bên ngoài canh gác chạy vào khai báo. Thanh Lân đeo mặt nạ dùng mắt bích xà tam hòa đồng thôi miên hắn. Tiêu Viêm giờ đã đứng chặn cửa yêu cầu Thanh Lân đeo mặt nạ giao lại viên thuốc đi. Không hắn sẽ ra tay vụt nát mông hư nè. Thanh Lân vẫn không đưa. Do cô dình viên thuốc này đâu rồi. Nhưng đám người Tiêu Viêm ăn cướp dụ nó. Vì vậy Tử Nghiên phát biểu ý kiến. Toàn bộ đồ ở đây không có chủ. Thanh Lân thả con mèo xuống đi. Nó chạy về bên nào là của người đó. Thanh Lân thấy Tử Nghiên khôn như cô quê tôi đây. Thanh Lân túm chặt con mèo trên tay hơn. Năm người Tiêu Viêm muốn lấy viên thuốc này cứ ra tay với cô. Tiêu Viêm đã bước lên cho ra dị hỏa của mình. Thanh Lân đã triệu hồi 10 người cô điều khiển từ không gian ra đánh vào người Tiêu Viêm. Tiêu Viêm đã di chuyển né được. Tử Nghiên lên tiếng 10 người này đều là tộc gián cửu u địa minh mang. Trong đó một tên đấu tôn còn 9 người là đấu tông. Hiện tại Tiểu Y Tiên đang canh cửa xin Tiêu Viêm cho cô ra tay trợ giúp hắn. Tiêu Viêm lắc đầu không cần. Mà đám người Tiểu Y Tiên hãy giữ chặt cửa đừng cho Thanh Lân đeo mặt nạ chạy thoát. Tiêu Viêm đã cho ra 10 điều khôi đấu với 10 tên Thanh Lân điều khiển. Hắn đã lao vào đánh một chưởng vào Thanh Lân đeo mặt nạ. Thanh Lân đang bị thương trong người. Cô đã sử dụng chiêu đoạt phách. Là từ mắt chiếu một luồng ánh sáng màu xanh vào người Tiêu Viêm. Tiêu Viêm thấy linh hồn mình bị mê hoặc. Hắn đã ổn định lại linh hồn đánh một chưởng vào Thanh Lân. Thanh Lân cho đấu khí màu xanh chống đỡ. Nhưng cô vẫn phải lùi về phía sau. Tiêu Viêm yêu cầu Thanh Lân giao lại con mèo đi. Thanh Lân không đồng ý. Cô đã sử dụng chiêu yêu đồng khống chế. Là hình thành một con mắt màu xanh chiếu vào Tiêu Viêm. Tiêu Viêm đã cho ra linh hồn của mình đánh một chưởng vào con mắt đó. Thanh Lân đã bay về phía sau và vào tường phọt máu mồm trên. Tiêu Viêm vác huyền trọng xích chĩa vào người Thanh Lân. Thanh Lân nhất quyết không giao viên thuốc 8 sao. Tiêu Viêm định dùng huyền trọng xích bang Thanh Lân. Hắn phát hiện lớp vải che mặt Thanh Lân hiện ra đôi mắt bích xà tam hòa đồng. Tiêu Viêm thốt lên cô là em gái Thanh Lân tại Mặc Thiết Dòng Minh Đoàn. Thanh Lân không hiểu tên Tiêu Viêm này làm sao lại biết cô là Thanh Lân. Tiêu Viêm đang nhìn Thanh Lân năm đó đang bị lép. Không ngờ cô đã giờ đầy đạn thế này. Tiêu Y Tiên phi đến có chuyện gì mà nhìn gái chăm chăm thế. Tiêu Viêm giữ lại bình tĩnh nhận lại Thanh Lân không nhận ra hắn à. Thanh Lân đang suy nghĩ thằng này là ai muốn quan hệ với mình. Tiêu Viêm kể về một số manh mối cho Thanh Lân. Gia Ma Đế Quốc, Đại Sa Mạc Tháp Nhĩ Qua, Mạc Thiết Dòng Minh Đoàn. Vì vậy Thanh Lân đã nhận ra Tiêu Viêm thiếu gia.
Tiêu Viêm xoa đầu Thanh Lân nhận lại. Là qua nhiều năm nhìn Thanh Lân trưởng thành trên 18 cộng rồi. Lúc này Thanh Lân mặt như sắp khóc. Khi nhớ lại Tiêu Viêm đối xử tốt với mình, hay xông vào Mặc Gia cứu cô thời đó, trở lại với em bé tự nhiên chưa hiểu chuyện quái gì xảy ra. Tên thanh niên đi đâu gặp gái cũng là người quen. Tiêu Viêm hỏi thăm vết thương Thanh Lân làm sao không. Thanh Lân lắc đầu là không. Tiêu Viêm đề nghị Thanh Lân gọi hắn là Tiêu Viêm đại ca đi. Nhưng Thanh Lân lắc đầu, cô vẫn gọi Tiêu Viêm là đại thiếu gia. Sau đó Tiêu Viêm kể lại với Thanh Lân, năm đó cứu cô khỏi Mặc Gia, kết quả người Thiên Sa phủ bế Thanh Lân đi mất, và cô sống ở Thiên Sa phủ tốt không. Thanh Lân cũng cho biết Thiên Sa phủ rất tốt cô phải bỏ đi, muốn cho cô làm chủ tịch đứng đầu Thiên Sa phủ. Nhưng mắt cô cưới người đứng đầu đời trước của Thiên Sa phủ, cô không chịu mới đi đến Trung Châu. Là khi từ Thiên Sa phủ quay về, Gia Ma Đế Quốc tìm Tiêu Viêm không thấy, nên cô hỏi đường đi đến Trung Châu tìm Tiêu Viêm. Và Thanh Lân đã vặn tay của mình đưa con mèo cho Tiêu Viêm. Tiêu Viêm hỏi chuyện Thanh Lân cần viên thuốc 8 sao này. Thanh Lân cũng giải thích cô cần giải độc. Tiêu Viêm sờ tay Thanh Lân xem sao. Hắn phát hiện toàn bộ cơ thể mạch máu Thanh Lân đều dính độc. Vì vậy Thanh Lân cho biết độc cô dính là đế mãng thức tâm độc của cửu u địa minh mãng. Độc này không giải được. Tuy nhiên Tiêu Viêm khẳng định độc nào cũng giải được, trừ khi độc hết hạn sử dụng. Lúc này Thanh Lân nói cách giải độc này là phải lấy máu của con mèo đàn thú của Tiêu Viêm mới giải được. Tiêu Viêm đồng ý cho Thanh Lân lấy máu con mèo đàn thú cho bệnh. Ngoài ra hắn vẫn biết Thanh Lân làm sao bị cửu u địa minh mãng truy sát. Thanh Lân cũng kể lể là cô đến thú vực tìm một số con rắn không chế. Thế quái nào gặp được một tên trưởng lão của cửu u địa minh mãng. Tên trưởng lão phát hiện ra cặp mắt bích xà tam hoa đồng muốn bắt cô. Cô đã tự về khống chế bắt thành công lại tên trưởng lão này. Và một số người cửu u địa minh mãng tìm thấy cô cũng bị khống chế luôn. Do đó tự nhiên nói về cặp mắt bích xà tam hoa đồng. Toàn bộ rắn trên đại lục đều bị cặp mắt của Thanh Lân khắc chế. Trừ một số huyết mạch viễn cổ như Thái Lân tỷ tỷ hậu duệ của thất thải thôn thiên mang, thì Thái Lân sẽ không bị khống chế. Hiện tại Tiêu Viêm cam đoan với Thanh Lân là đợi hắn ra khỏi khu di tích sẽ chữa độc cho cô. Cảm ơn anh em đã xem hết video.